bay dạn da xấu xí sau sinh với liệu pháp thiên nhiên dễ kiếm vô cùng. Những vết dạn da loang lổ ngự trị ngay bụng, mông, đùi xuất hiện sau khi sinh ảnh hưởng đến vẻ đẹp của làn da khiến chị em phụ nữ mất tự tin. Tuy nhiên, chúng ta hoàn toàn có thể xóa sạch nó một cách nhanh chóng và hiệu quả ngay tại nhà nếu bạn kiên trì thực hiện một trong 4 phương pháp này. Vết dạn da khó coi ở bụng, đùi hay bắp chân và tay cũng biến mất nhanh chóng. Nước cốt chanh. Với hàm lượng axit cao, nước chanh được coi là một trong những phương thuốc tự nhiên tuyệt vời giúp bạn loại bỏ vết dạn da xấu xí. Ngoài ra, nó cũng có tác dụng giảm xuất hiện vết sẹo mụn trứng cá. Rất đơn giản, bạn chỉ cần lấy một quả chanh, cắt làm đôi và vắt lấy nước. Sau đó, thoa nước cốt chanh lên vùng da dạn theo vòng tròn để khô ít nhất 10 phút và sau đó rửa sạch bằng nước. Dầu ô liu. Dầu ô liu giàu chất chống oxy hóa và các chất dinh dưỡng có hiệu quả trong việc giảm vết dạn da. Bạn hãy cho dầu ô liu nguyên chất hơi ấm và xoa bóp lên vùng da dạn để khoảng 30 phút cho dầu thấm vào da. Kiên trì thực hiện đều đặn 1 tháng, bạn sẽ thấy sự cải thiện rõ rệt. Lòng trắng trứng. Lòng trắng trứng chứa protein và axit amin giúp tái tạo collagen, phục hồi da nhanh chóng. Tách hai lòng trắng trứng rồi đánh kỹ và thoa hỗn hợp lên vùng da bị dạn, rồi chờ 15 đến 20 phút cho khô hẳn. Sau đó rửa sạch bằng nước lạnh. Lặp lại phương pháp này mỗi ngày ít nhất 2 tuần và bạn sẽ có kết quả như ý. Aspirin. Aspirin là phương thuốc hữu hiệu nhất trong việc loại bỏ vết dạn da. Axit salicylic có trong aspirin còn có tác dụng tẩy tế bào chết, trị mụn trứng cá, vết sẹo trên da cũng như giảm kích thước của tất cả các sẹo lồi. Bạn chỉ cần nghiền 3 viên aspirin thành bột mịn và thêm một vài giọt nước lạnh rồi trộn đều. Thoa hỗn hợp này lên vùng da dạn và để khô trong khoảng 15 đến 20 phút, cuối cùng nhẹ nhàng rửa sạch với nước. Chúc các bạn thành công. Cùng xem nhiều thông tin mới hơn nữa tại website emdep.vn hoặc subscribe kênh Em Đẹp TV nhé.